Em xin chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay thì đấy, từ sáng giờ em bán mấy cái nồi cơm rồi. Đấy thì cả bác khách quen rồi, các bác khách mới cũng ủng hộ rất là nhiều. Sáng giờ là em bán được 4 con với cả một bác qua đấy là 5 con. Đấy, từ sáng giờ là 5 cái nồi rồi các bác nhá. Đấy thì hôm nay tiếp tục chiều hôm lại lên cho các bác con này nữa. Con này là con Tiger các bác nhá. Nó vẫn là con Tiger này. Lúc sáng em lên một con Tiger thì cũng có bác khách đấy rồi. Đấy, và một bác khách quen lấy, xong lại một bác khách qua cửa hàng lấy nữa. Là hai con Tiger. Đấy, còn đây thì chiều nay tiếp tục lên một con Tiger nữa. Đấy, con này thì nó là xong 1 lít các bác nhá, xong 1 lít. Thì cái này em nói chung là đẹp hay xấu thì em cũng bán xả thanh lý thôi. Còn như các bác biết thì những con Tiger mà lùi cao tần như những con này thì thị trường nó bán toàn là 2 triệu rưỡi đến tầm khoảng là 5 đến 7 triệu. Đấy là hàng bãi các bác nhá. 2 triệu rưỡi đến tầm khoảng 7 triệu hàng bãi. Còn nếu như hàng mới của nó phải tầm khoảng 9 triệu đến khoảng hơn chục triệu, có thể là hơn nữa. Bởi vì các bác biết là cái hàng nồi cơm này mà nó xách tay từ bên Nhật về rất là đắt. Các bác mua 1-2 cái thì không bao giờ có chuyện người ta gửi đường biển đâu nhá. Người ta toàn hàng xách tay thôi, xách qua máy bay. Đấy, mà những cái song này rất là nặng. Mình xách qua máy bay, thứ nhất là cái chi phí cân nặng, cái thứ hai là tính vào hàng điện tử. Đấy, thì cái tiền vận chuyển từ bên đấy về đến Việt Nam mình nó phải tầm khoảng 1,5-2 triệu một cái nồi cơm nhà mới đập hộp nguyên xi. Đấy, thì nó phải rơi khoảng chục triệu, hơn chục triệu một cái như này. Còn hàng bãi thì nó dao động khoảng 2,5 triệu đến khoảng 7 triệu. Đấy, tuy nhiên thì cái đấy thì em không quan tâm lắm, bởi vì ở đây thì em bán thanh lý dọn kho thôi. Đấy, em bán gọi là xả hết, rẻ hết tầm cho các bác luôn, rẻ gọi là không còn cái gì để mà nói luôn nhá. Đấy thì em không làm về lồi cơm nữa, thế này em cũng muốn bán hết luôn. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo em nhá. Cái này thì em xả thanh lý thì giá rất rẻ luôn, để về coi như các bác nào về lấy đồ. Đấy, còn nếu bác nào thích lấy để cắm cơm, hay là các bác luộc rau, hay là kho cá thì cứ việc lấy. Đấy, những cái con này chính là kho cá, ngon các bạn, vừa rẻ mà lại về kho cá, lại nó nồi cao tần mà. Vừa tiết kiệm điện lại vừa kho cá, ngon. Nếu bác nào không thích cắm cơm thì mua làm một nồi kho cá. Đấy, hay là kho thịt, sướng. Thoải mái mà, cứ kho em thật. Các bác cứ cho cá với cả thịt với kho thì tầm khoảng 4 người ăn thoải mái mà, làm một bữa 4 tầm 5 người ăn được. Còn là bữa cá diếc kho các bạn, ngon thơm lừng. Cá diếc kho giềng hoặc là cá diếc kho dưa ngon đúng không ạ? Đấy, làm ít cá diếc kho dưa hoặc là kho giềng thơm lức luôn. Còn ở đây thì em bán xả cho các bác siêu rẻ luôn, về các bác thích làm gì làm, luộc rau cũng được. Đấy, nó là nồi cao tần các bác nhá. Đấy, nồi cao tần. Đấy, xong bên trong này còn rất là đẹp luôn. Đây em hủy cái chế độ đun này, này. Đấy, đang thử. Đây các bác này, thử nước vẫn thấy đang nóng này, nó chưa sôi được đâu, bởi vì là con này để mà sôi của nó tầm khoảng 56 phút hay bao nhiêu phút cơ. Đấy. Xong chống dính thì còn ngon các bác. Chống dính thì còn ok. Đó, đây. Bên trong ruột đây các bác nhá. Đây bên trong cái thành của nó còn đẹp lắm. Như này là quá được luôn các bác. Ruột trước cái bên trong của cái xoong này là quá ok rồi. Đấy. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì cứ alo em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Con này thì em báo giá. Con này thì em báo giá luôn nhá. Bác nào chốt con này em để các bác con này xả siêu rẻ luôn này. Bác nào chốt con Tiger là em để các bác giá 750 các bác nhá. Đấy, 750. Bác nào chốt thì alo em. 750k cho con nồi Tiger 1 lít. Đấy, về cắm cơm hay là các bác làm gì thì làm. Còn đây thì em bán theo giá 730 là bán theo giá thanh lý lấy đồ nhá. Đấy, còn về các bác muốn làm gì, dùng cắm cơm hay là luộc rau hay là bất kể cái gì cũng được. Còn ở đây thì em chỉ biết em test nước nó sôi cho các bác thôi, được chưa? Em thấy nước vẫn sôi thì em bảo các bác thôi, chứ còn cơm thì em chưa thử, thế là không biết là cắm cơm như nào, nhưng mà cắm nước thì vẫn thấy sôi bình thường. Đấy, thế thì bác nào mà chốt thì alo em nhá, để em gửi hàng cho. Em xin chào và kết thúc video ở đây nhá.